giờ này rồi gửi lại. Lại gì nữa? Giờ 71 chưa cắt thì biết gì đâu. Ờ. Ủa? Ai nhưng 61 cắt rồi nè. 61 là hai bộ luôn gì? Bởi vì hai bộ luôn, hai bộ thứ mốt. Bộ này 71 ngàn. Ừ. Thì đó. Sao thằng này cắt rồi anh giống? Thì biết. Rồi, trả tiền. Anh sớm mua xì kê sớm. Sao ít có cắt trước được thanh loại đúng không? Ngoài ờ, nhưng mà cắt không có mắc cơ, không mắc cơ cho Hồng Linh thì đâu có chứ, ý là có mắc cơ giờ là cho Hồng Linh nó mang cho thành thật là bạn nói không biết ngoài sớm nữa không đẹp đẹp nè có mắc cơ bạn cắt được chưa thanh loại đúng không? 93 ừ, đây nè mình chết ừ, đây cắt nó cơ này. Nghe trời chiều.